sợ rồi. Bị sợ rồi. Ồ, mặt tá lát luôn. Mặt đuôi thơm. Mặt tá lát luôn. Mặt mắt, mặt không cảm xúc luôn, không có máu luôn. Ồ, trời ơi, con sợ. Để mình đưa nó nhảy. Không chứ không bà, nhảy chứ mắc cười. Không nghĩ là bà nhảy nữa. Trời ơi. Ở dưới đây nè, đi chắc mình kiên hơn nè. Xương xương mẹ miếng ơi, xương xương mẹ nè. Cảm ơn con. Bữa có đám ruộng kia bỏ kìa, nó mịn vô chơi đã không? Boni ơi, mặt căng thẳng. Căng thẳng. Trời đó, nhảy xuống dưới. Ê, ê, nhảy xuống. Ê, ê, trời ơi. Cười. Kệ cho nó chơi đi. Ê, nhỏ nhảy kìa. Ủa, ổng ơi. Con biết điểm 8 nó nhảy. Trời ơi, nhảy ngồi mẹ con lên em. Rồi, hai đứa đi chơi luôn đi. Chơi cho hai nó chơi tự nhiên đi. Rồi, chụp hình đi. Làm sao đừng để cho Boni đụng tiên là được à? Ờ, đi. Đó, nó đang chờ, nó nó sợ, đang sợ bắt nó. Nhìn tay nó kìa. Không sao, vô. Giúp kinh nghiệm. Giúp kinh nghiệm từ đợt phóng lần trước. Bữa nay em đi đợt thực nha mọi người. Ưỡi tay. No. Đi xuống chơi này đi con. Bù đâu? Bắt lên đi. Cho Boni bắt rồi. Nãy sao nhà Sơn có ốc bự lắm tôi. Quá trời ốc mẹ, sướng nè. Nè. Ốc này về mà luộc ốc sẵn ngon nha. Đó. Ừ. À, đừng nắm tóc mẹ đi. Đâu? Ừ, có ốc nè. Nhiều lắm. Bữa nay nó chơi mà nó muốn đi chơi gì nữa. Mình bắt về nha. Nó làm bịch theo đâu. Nhiều không? Ăn được không? Không được nè, mình ốc đồng mà. Rộng qua ăn đêm cái là. Đã vậy. Ốc đồng ngon chứ bộ. Hết trời luôn ốc nuôi. Wow. Ốc à. Nè, người ta bắt ốc bu này nè, về ấy ăn ngon. Ờ về luộc món cần ngon. Bắt đâu. Quá chừng luôn á em. Ừ, nhiều lắm. Ốc này làm ngon. Ờ, lấy cái rổ bắt là nhiều lắm á Sơn. Em mình bắt thêm về đi. Ừ, bỏ vô áo hứng đem về đi. Hả? Chơi coi rồi. Nè mọi người ốc này, ốc qua con còn nhiều lắm. Cái này chắc bắt được cả ký á. Nhiều lắm luôn nè, bây giờ mình